Kinh Trung Ấm Phẩm thứ 9 Phẩm thứ 9, không sanh diệt, bấy giờ Đức Diệu Giác Như Lai như muốn dời đến các cõi nước của các Phật mới bảo với ba loại chúng sanh phát tâm hướng đến cầu đạo Niết Bàn, nay ta bây giờ nói Pháp cho các ngươi, nếu có điều nghi ngờ thì cứ hỏi ta, Niết Bàn có sanh có diệt không chứ? Lúc này ba loại chúng sanh nghe lời nói của Như Lai mới bạch Phật rằng Từ cõi dục lên đến cõi phi tưởng Phi Phi tưởng phát tâm hướng về Đại Thừa Bất Tư Nghị Pháp, chưa từng nghe có Pháp hữu vi, vô vi, gì là hữu dư, gì là vô dư, thế nào là Pháp Thượng Nhân, thế nào là Pháp Phi Thượng Nhân, Bấy giờ Đức Thế Tôn phân biệt cú nghĩa, tự nghĩa và vô tướng nghĩa cho ba loại hữu tình, thần lực như lai có 32 Pháp, những gì là 32? Nhớ được căn bổn đã sanh của mình trong kiếp quá khứ. Biết được tốt nghiệp của mình trong mỗi đời sống, chết kia sống đây, chết đầy sống kia. Dùng nhãn thức thông quán sát như thấy hạt châu trong lòng bàn tay. Dùng nhĩ thông nghe được những tiếng như con nhặn đi, con ruồi bò và tất cả các tiếng nhỏ nhất đều nghe hết thảy. Xưa có ba cõi, nay không ba cõi, các người phát tâm ngộ mỗi mỗi đều sai khác, trung gian đều thay đổi. Thế nào là ba cõi? Thế nào chẳng phải ba cõi? Bây giờ lúc Đức Thế Tôn nói điều này, ba loại chúng sanh lại sanh nghi ngờ lúc ấy đức thế tôn biết điều suy nghĩ của tâm chúng sanh kia là muốn được nghe ngài nói pháp quán vô tướng nên dùng kệ nói rằng tại sao gọi là đầu tại sao gọi là chân tại sao gọi là hoa tại sao gọi là quả mạng người ở cái đầu chết ra cho bụi đất gốc cây trăm hoa cỏ bứng bỏ gốc nào sanh quán các pháp tướng này không đầu cũng chẳng chân pháp hữu dư vô dư như đây mà hiểu được nếu cho có niết bàn, thân mạng ta hiện còn, nếu nói không niết bàn, nơi nào còn ba loại, nên Phật dùng thần lực khiến người rõ hữu, vô, ta xem ba cõi khổ, vừa có cũng vừa không, niệm trước khác niệm sau, thân trước khác thân sau, vô số kiếp ta qua, cất chân vào đối đãi, ở đó khởi đại bi, nhị thừa đâu bước nổi, lúc ta khởi đại bi, thấy kẻ khổ ba đường, như mẹ hiền nuôi con, không gì không no đủ, xưa ta chỉ bố thí nay được theo điều mong, bảy báo các kỳ trân, khởi tâm tức thời được, huống gì bốn đẳng cụ, sáu độ cứu chúng sanh, ai rành rẽ điều này, chỉ Phật Phật thấy biết, này đang nói với ngươi, hữu dư, vô phân rõ, muốn đắc quan ngã giới, ta mới dùng thần thức, đến nước kia làm Phật, tên gọi thích ca văn, 72 hàng hà, tây nam độ trang nghiêm, chỉ dùng nhất thừa hóa, không bích chi, thanh văn, cõi kia vui sướng lắm, khởi niệm liền hiện bày, chẳng giống cõi nước này, dâm, nộ. Si trói buộc. Một tiếng khắp bốn phương, người nghe, tìm, được độ, cõi kia cây bảy báu, khi gió thổi cành cây, lá lá hướng cùng nhau, đồng nói Pháp không ngàn, trong cõi nước ta kia, tuổi thọ nào tính kể, hiện dùng thời diệt độ, 12 kiếp Pháp còn, muốn hay kiếp ngắn dài, hiền kiếp là một ngày, tính số tháng ngày nay, làm thành 12 kiếp, ba loại người các ngươi biết công đức ta không, đến cõi đông phương kia, 80 ức do tha, nước đó là bất chung, Phật hiệu là tịnh giới, đệ tử. Học ta nay. Phủi tóc đắp cà sa, gối quỳ nghe thánh pháp, Phật đó rõ tâm ta, các hàng chúng sanh ấy, thấy ta khoát pháp phục, với thế dục chẳng màng, đồng lòng vui nẻo đạo, oai nghi tiết lễ đủ, cấm giới giữ chẳng sai, đang khi ta nằm ngủ, thấy kẻ dựng áo lông, đây bởi túc mạng mình, cùng với người thệ nguyện, lì dục không vướng bận, chẳng có tướng diệt sanh, với phạm hành chuyên hành, bởi ta thần lực Phật, từ chết được khỏi chết, chẳng biết niệm điều này, nào hiểu sinh rồi diệt. Nơi năm Nẻo vần xoay Pháp cam lộ tứ thánh, đủ no hết thảy người, ngay khi Đức Thế Tôn nói kệ này, có 170 ức chúng sanh thấy hàng đệ tử cạo bỏ râu tóc và nhận thánh giáo, mong ước muốn được Pháp quán tư duy, không thích thế tục xuất gia làm sa môn đức phật bảo ba loại chúng sanh cách phương đông bắc của ta hiện giờ vô hạn vô lượng hằng hà sa số có cõi nước kia tên là thanh minh đức phật tên là minh nguyệt người dân nước kia không có dâm nộ si cũng không có kiêu mạng ngã mạng hoặc biến nhát chúng sanh nước kia hằng thích an tĩnh độc tọa không bị hệ niệm phát khởi không còn loạn tưởng cho dù sấm nổ sét đánh tâm vẫn chẳng dao động Lúc này Đức Diệu Giác Như Lai đi đến cõi kia rồi ngồi trên đất, chúng sanh cõi kia thấy Ngài tọa thiền đều cùng tọa thiền. Đức Phật dùng thẫn lực để quán pháp vô tướng. Ngài phóng vào tâm chúng sanh giống như bàn tay di chuyển sự vật khiến cho chúng sanh kia biết được hữu thường và vô thường, biết được nỗi khổ của sanh, già, bệnh, chết. Hoặc có chúng sanh biết rõ hữu niệm, hoặc có chúng sanh biết rõ hữu trì, hoặc có chúng sanh biết rõ hữu an, hoặc có chúng sanh biết rõ tự thủ. Đức Phật Hầu muốn hiện công đức của tứ thiền, liền ở trước mặt ba loại chúng sanh, Ngài từ sơ thiền rỗi vào ra nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Từ tứ thiền trở lại tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Từ sơ thiền đến tam thiền, từ thiền thứ tư đến thiền thứ hai, đây gọi là sư tử phấn chấn tam muội Bây giờ Đức Thế Tôn hiện thần túc tam muội ý định này, độ chúng sanh nhiều vô số kể đều cùng đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có vị mong muốn quả tu đà hoàng, quả A-la-hán, được pháp nhãn tịnh đắc bích chi Phật đạo, ngay lúc bấy giờ đức diệu giác như lai thoáng chốc biến mất.